Ngày 19 tháng 1 năm 2023, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định vừa bắt 5 người liên quan đến sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1802D. Cụ thể, ngày 17 tháng 1 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc, lệnh giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Đình Nam, 36 tuổi, trú tại xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, là chủ gara ô tô Phương Nam cùng 4 cán bộ thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1802D tại địa chỉ km 150 800, quốc lộ 21, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định về hành vi môi giới hối lộ và nhận hối lộ. Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, thông qua việc sửa chữa xe ô tô, Dương Đình Nam đã nhận tiền của chủ các xe vi phạm cơi nới thành thùng xe trái phép. Sau đó, Dương Đình Nam câu kết thỏa thuận với cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới để bỏ qua lỗi vi phạm khi đăng kiểm xe. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.